Trong khi chờ thành viên nữ cuối cùng xuất hiện, các bạn cùng nhau đi ăn sáng, chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Em đang ở Long An. Ủa thì em ở trước rồi. À, tại sao em lại quyết định xuống Sài Gòn? Anh thấy ở đây nam rất là chăm sóc cho nhau, thấy nhờ. Làm như kiểu sao? Trời, có khi nào kết thúc chương trình tự nhiên hở nam yêu nam cũng được. Ta sai quá. Thà nói giờ em có thích ai nữ chưa? Không tuần nào cũng đâu có chứ. Có luôn hả? Có nhiều lắm trời. Làm bờ viên. Em yêu nữ lắm anh. Em ơi cho mấy đứa. Hai ngày. Còn hai yêu nữ. Dạ yêu nữ. Thương yêu tình yêu em. Yêu nghiệp em hả? Không. Em phải về nhà em mới lên. Chờ đợi mãi mà cô gái cuối cùng chưa xuất hiện. Bất chợt, các thành viên nhận được một cuộc điện thoại. Bảo Yến quá. Video call hả? Có ngắn hay dài vậy em? Chị Thầy. Hello, hello trước cái đã. Sao tay màu đen vậy? Trời ơi. Sao phòng mà tối đen thui thế này? Người thứ tư gì mà sao đen thui vậy? Chị ơi, chị cố tình chơi tụi em đúng không? Chị ơi, chị cười cái coi thấy trắng trắng đi. Sao tối thui vậy? Cố tình đó. Nhìn tù kìa anh. À đẹp quá, sợ trưởng mặt ra tao hết hồn. Thì ơi, lấy cái áo khác kìa. Mới đi cạo đầu về kìa. Thiệt luôn hả? Dễ sợ. Khoan cho phải gì? Yeah, hơi của anh. Yeah. Cho Nghĩa chạm bóng tay. Tại cứ lên đó là bạn này thang nóng xuống thì thang lạnh nên thôi lấy áo khoác là hợp lý. Bạn nữ còn lại. Bạn ơi. Mọi người đang rất là mong chờ sự xuất hiện của bạn. Không biết là hôm nay bạn có thể xuất hiện sớm đi với mọi người không? Bạn này đang bận quay một phim ca nhạc chưa xong. Thành ra ngày mai mới lên. Bạn cho biết tên chưa? Em thôi, nãy em đọc được là Bảo Yến. Bạn là ca sĩ hả? Ồ, bạn này là ca sĩ. Vậy thì ngày mai cố gắng tranh thủ lên sớm với mọi người nha. Mai bay mà đúng không? Mai em bay hả? Hình như bay chung chuyến á. Ok, mà mai em đi máy bay lên đúng không? Chung chuyến. Nghi ngờ quá. Em ơi. Khoan, mọi người tập trung. Em ơi, mọi người ở đây đang nghi ngờ em là một người bạn, một người yêu của một cái anh nào trên này đúng không? Người làm MC, người làm ca sĩ thì đúng rồi, em sẽ giới thiệu. Đúng rồi. Nói chứ có một người. Tại thấy có một cái mối liên hệ giữa MC, ca sĩ, diễn viên. Uống cái hết vậy luôn. Đây có phải là người yêu của bạn hay không? Cười. Thấy tình tứ quá nè. Chắc kiếp trước. Kiếp trước mà vương vấn tới kiếp này. Kiếp này là chưa nhận ra. Ủa khoan đây. Ok, người yêu em nói chuyện với em nè nha. Em ơi anh nè. Ủa ngày mai em đi mấy giờ vậy? Nói thủ thị kiểu thủ thị rất mật vào tay. Không thể bỏ cho bằng anh thấy mặt trước được hả? Không, ngày mai đạo diễn cho nó vui. Nhan sắc em đẹp lắm. Ca sĩ mà phải đẹp thôi. Thì đẹp khoe xấu che. Thấy cái áo có dẹp không? Tặng luôn đi. Anh cũng đang lạnh. Áo này của... Nghĩa là hả? Đạt lạnh. Áo của anh đạt mà. Áo của anh đạt. Em định nhường áo cho anh nữa. Sao mình thấy bạn nghĩa. Bạn nghĩa là cực kỳ là gọi là tuyệt vời lấy áo của người khác để... Ừ, lấy áo của người khác. Nãy giờ tưởng lấy áo của ổng không có trời. Mình cũng tưởng là áo nghĩa. Ổng cũng kêu là đắp đi em. Không cần xin phép anh Đạt luôn. Đạt còn bận một buổi lên lớp chiều nay và sẽ lên Đà Lạt sau. Ôm chia tay anh Đạt cái đi rồi mình đi. Làm thấy ghê, cái gì mà ôm cái gì đâu. Mai gặp. Lầm lố. Làm như gặp lâu. Đi luôn vậy á. Tim thảo mai. Ngày mai nhớ phải lên nha. Bye. Tất cả cùng hẹn nhau tại Đà Lạt. Vậy nên chuyến xe chưa đủ thành viên nhưng vẫn khởi hành. Ủa cái gì vậy? Ủa hai nữ đến với nhau thiệt luôn hả?
Ui trời ơi, cặp đôi bí ẩn đó. Không được, không được, không được lợi dụng như vậy. Nếu không phải lợi dụng mà tự nhiên là có lúc người ta yếu lòng giống như vậy không có được nha, đi xuống này ngồi. Đổi chỗ rồi, đổi chỗ nó cũ ngay lập tức đúng không? Vi thì lúc mà ngồi với Hy thì nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà khi mà có các bạn nam lên thì Vi hơi có vẻ như là hơi khép kín, hơi khó khai thác. Mặt em là một ruồi hay tàn nhang? Ủa, anh nhìn xa anh tưởng là tàn nhang luôn. Tại vì tại vì hồi sáng có người phỏng vấn, nam có người phỏng vấn kêu là tiếp người lý tưởng nữ mà thích là phải trên mặt phải có một vài nốt tàn nhang. Đây là nốt ruồi, rất tiếc đây là Dũng mà rất tiếc đây là nốt ruồi nha Dũng. Lúc đầu là tàn nhang á, nhưng mà nghe anh nói bạn nghe sau thì thấy nốt ruồi luôn rồi, không còn tàn nhang nữa. Không, Dũng sửa lại, lát Dũng quay lại Dũng kêu là rất tiếc bạn nữ trên mặt có nốt ruồi. Đúng rồi, phải sửa lại rồi anh. Nhưng mà nốt ruồi anh có luôn á. Rồi Vy chuẩn bị về bằng nốt ruồi rồi. Chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất không gì khác ngoài chuyện tình yêu. Mỗi người bạn trai mà em cảm thấy là em đang tìm kiếm là gì? Đẹp trai, nhà giàu. Em không quan trọng, lạnh lùng là được. Lạnh lùng. Thế lạnh lùng là như thế nào? Định nghĩa lạnh lùng. Là người phải lạnh là người gì? Lạnh là vừa lùng. Là người đối nghịch với anh đúng không? Không, là chuẩn chuẩn anh luôn chứ. Lạnh lùng anh lạnh lùng. Em có thích là người yêu của mình quan tâm mình không? Dạ thích chứ anh. Vậy tại sao em lại thích người lạnh lùng? Lạnh lùng là lúc chưa quen á. Lúc chưa quen, nhưng mà lúc quen rồi lúc quen rồi thì nên quan tâm đó. Vậy là nghĩa là quen rồi là nghĩa là quen rồi là phải nóng lên. Vậy mới có cơ chia tay chứ. Em thích anh lạnh lùng như ngày xưa cơ. Anh thay đổi rồi. Thôi mình chia tay đi. Rồi. Nghĩa nghĩa thật là có kinh nghiệm em ạ. Bởi vì anh thấy là các bạn nữ hay thích người yêu lạnh lùng. Nhưng mà nếu mà lạnh lùng thì họ lại không có quan tâm. Mà yêu rồi thì lại không được lạnh lùng. Người ta quan tâm nhưng mà người ta quan tâm ở trong lòng thôi. À, có nghĩa là sao mà em biết? Có nghĩa là quan tâm nhưng mà để trong lòng thôi đúng không? Đừng có lộ ra. Đúng rồi, đúng rồi, hành động thôi. Ủa, vừa bảo quan tâm để trong lòng ấy thành quan tâm hành động. Thì hơi giống nhau. Em cụ thể là những hành động như thế nào vậy Vy? Dạ. Cụ thể là những hành động như thế nào Vy? Không làm gì đúng không? Còn Hy, mẫu người nói chung bạn trai em đang tìm kiếm con trai hoặc con gái là như thế nào? Thì đầy đủ không các bạn? Ai cũng được nhưng mà không phải anh Dũng. Rồi Hy, hồi sáng em trả lời y hệt em luôn á. Hồi sáng trả lời y hệt luôn. Vậy luôn hả? Không, mẫu người nhất định thích là thích thôi. Ờ, kiểu cảm giác thôi. Còn như ban đầu anh em thích là thích. Còn không thích thì dù có là gì cũng là không thích. Thật sự là Hy là một người mà cảm giác của Phú đúng. Tại vì tất cả những suy nghĩ của Phú thì đều trùng khớp với lại Hy. Trong suốt buổi nói chuyện ở trên xe thì cứ nói ra ý nào là coi như là Hy đều đúng khoảng 90% ý tưởng của Phú, suy nghĩ của Phú. Cái mẫu người không thích của em là hả, kiểu mà lúc nào cũng kiểu mà bóng bẩy á. Thích nói kiểu mà nó khoát á. Kiểu mà sao ta? Cái kiểu khoét là sao ta, làm như khoan lắc à? Cái kiểu không chưa phải gọi là nổ mà là nói cái gì cũng ra cũng thể hiện đúng không? Thể hiện đúng rồi, chị ghét cực kỳ luôn. Cái gì cũng biết dạng vậy. Đúng rồi. Vậy thành ra phải từ tốn thôi. Từ tốn thôi, dù biết cũng phải khiêm tốn lại. Đúng rồi. Nghĩa là nghĩ không thích con gái tiêu cực. Tiêu cực là sao? Tiêu cực là suy nghĩ chuyện gì nó cũng tiêu cực. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, chính thì xác. Kiểu như bạn bị suy nghĩ lần đầu, cái bị ảnh hưởng đó, cho nên là bạn cứ suy nghĩ từ cái bắt đầu vậy đó là khó bị thay đổi, bị sợ á. Chuẩn. Nên là mỗi lần làm vẫn là do. Trời ơi, giống như gì? Nhưng mà anh cam đoan anh. Ủa anh đã làm gì? Đang cãi nhau. Ủa anh đã làm gì tiêu cực đâu? Có khi đây là cặp đôi, cặp đôi bí ẩn nha. Cãi yêu, đó cãi yêu. Anh không làm gì tiêu cực hết nha. Tại anh. Anh. Nhưng mà em cũng phải có niềm tin chứ, bởi vì anh đã làm gì sai rồi đúng không? Thực ra em là anh đã làm gì sai. Chứ rồi này lộn quá. Lộn quá. Em phải có niềm tin chứ anh có làm gì sai. Ủa là sao? Ủa là gì nghĩa? Chẳng phải là chị bị lộ ra sao? Ủa
cái gì vậy? Trời ơi. Cặp này là cặp người phát hiện là sớm nhất trong mọi series luôn. Trời ơi, mình chưa có tới nhà chung luôn á. Không, tại vì á hồi nãy á Tuyền bảo với em á là tất cả là lỗi lầm là tại anh, tại anh làm sai, đúng không? Thì do em nghe vậy em không thể em không nuốt trôi được. Ủa mình chưa tới nhà chung mà. Ừ, mọi người cứ nên bình tĩnh một tí. Mới tới giữa đèo thôi mà. Mới giữa đường đi là không đã lộ hết ra rồi. Em lại. Tự nhiên mùa 6 còn tập 1. Tập 1 hết luôn. Chuyến xe Hồng đã khởi hành và trên chuyến xe ấy, câu chuyện đi tìm tình yêu của các bạn trẻ đã bắt đầu. Nghĩa và Tuyền đã để ý nhau ngay từ phút đầu gặp gỡ. Tuyền cũng được Đạt để ý ngay từ đầu. Phú và Hy cũng đã dành cho nhau ấn tượng đầu tiên. Dũng dành thiện cảm cho Vi và Vi cũng có ấn tượng với anh. Cô gái cuối cùng là ai? Câu chuyện trên chuyến xe đi tìm tình yêu của các bạn sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.